tôm hùm đất là tên gọi các loài động vật giáp sát nước ngọt tương tự như con tôm hùm có càng nhỏ. Chúng có xuất xứ từ Bắc Mỹ và có tới 500 loài khác nhau. Có những loài con lớn nhất chỉ bằng ngón tay, nhưng cũng có loài có con dài gần 1 mét, nặng đến 5 kg. Vì có nhiều giống loài nên chúng cũng có nhiều tên gọi khác nhau và tên chung của loài này là crayfish. Trong tiếng Việt, tên gọi tôm hùm đất chủ yếu dùng để chỉ về loài tôm hùm nước ngọt, một loại được nhập vào việt nam từ mỹ tôm hùm đất thở qua mang lông và được tìm thấy trong các vùng nước không đóng băng chúng chủ yếu được tìm thấy trong khe suối nơi có những dòng nước ngọt và là nơi trú ẩn chống lại kẻ thù hầu hết tôm hùm đất không thể sống ở nước bị ô nhiễm mặc dù một số loại như prokambak clarki có khả năng thích nghi tốt và là kẻ xâm lấn dữ dội tôm hùm đất là loại ăn tạp chúng ăn cả động vật sống lẫn động vật chết và cả thực vật Chúng được tạo thành từ 20 phân đoạn cơ thể thành hai bộ phận cơ thể chính, đầu ngực và bụng. Mỗi đoạn có thể có một đôi phần phụ, ở mức trung bình tôm hùm đất có chiều dài tăng lên 17 cm nhưng một số phát triển lớn hơn. Tôm hùm đất được nuôi để lấy thịt, tôm hùm đất nhiều nhất ở đông nam bắc Mỹ, với hơn 330 loại trong chín chi. Một chi thêm được tìm thấy ở tây bắc Thái Bình Dương và đầu nguồn một số sông phía đông của trung tâm lục địa. Nhiều cá thể cũng được tìm thấy ở vùng đồng bằng nơi nước dồi dào canxi và oxy từ suối ngầm. Tông hùng đất đã được du nhập vào một vài hồ chứa Arizona nước Mỹ và một vài nơi khác ở thập kỷ trước.